Thì đây là cái giai đoạn mà ngoại khoa sơ khai đầu tiên, ta sử dụng những cái gạt như thế này để người ta dẫn lưu, ta ứng dụng một cái lực mau dẫn nên ta dẫn lưu, đặc biệt là dẫn lưu những cái ổ áp xe ở trong ổ bụng ra bên ngoài, hoặc là những cái áp xe nông trên cái bề mặt của da hoặc là lớp dưới da, ta dẫn lưu ra ngoài. Thì hiện nay giờ người ta không có còn dùng cái gạt này dẫn lưu nữa, mà ta có thể sử dụng cái mesh, cái này hay người ta gọi là cái mesh dẫn lưu, hay là cái lan cao su á, dẫn lưu. Thì nó đảm bảo về cái nguyên tắc vô trùng hơn. Cái thứ hai nữa là nó có nhiều cái loại người ta cải tiến để hạn chế cái tình trạng bít tắc của dẫn lưu đó. Thì hai cái loại này nó sẽ tồn tại từ rất xa xưa cùng với cái lịch sử hình thành ngoại khoa. Và cái ống dẫn lưu kế tiếp hay người ta gọi là cái ống song đó, thì đây là cái nylon. Cái nylon hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn cái sử dụng, dùng để đặt xông tiểu, giải áp vô bằng quang nó đầy đó. Rồi cái ống kế tiếp đây là cái ống dẫn lưu ke, do ông Hanke ông chế tạo ra, dùng để dẫn lưu đường dẫn mạch trong cái phẫu thuật điều trị các bệnh lý của đường mạch chính hay hoặc là những bệnh lý của đường mật ở bên trong gan. Thì cái ống dẫn lưu này các bạn có thể gọi đây là ống dẫn lưu hình chữ T cũng được, hoặc là ống dẫn lưu ke cũng được. Ống dẫn lưu ke tức là do ông Hanke ông chế tạo ra, và cái người ta lấy cái tên của ông người ta đặt cho cái ống dẫn lưu này. Rồi cái ống kế tiếp đó là ống Bezier và cái ống Maleco. Thì hai cái ống này á, thì ta chế tạo cái ngành bên trong nó giống như hình trái bí, hình trái bí đỏ đó, à, một số nơi gọi bí rợ đó. Thì ta dùng để dẫn lưu mở bằng quang ra da cũng được, hoặc là để mở dạ dày nuôi ăn, hoặc là mở hổng tràng nuôi ăn. Công dụng của nó là vậy. Này lam cao su chúng ta nói rồi, lam cao su hiện nay đã ít sử dụng, thỉnh thoảng một số trường hợp người ta vẫn sử dụng đi đặt dẫn lưu một số áp xe nông, áp xe vú, áp xe vùng nách, thậm chí là áp xe bên trong ổ bụng, hoặc là người ta sử dụng để dẫn lưu trong những cái lỗ phẫu thuật mà tạo hình đó, cần cái thời gian chúng ta rút sớm, tức là cái khoảng thời gian từ lúc mà đặt cho tới chúng ta rút khoảng thời gian ngắn thôi chúng ta mới sử dụng dẫn lưu này. Rồi bốn cái ống kế tiếp này đó, thì nó có cùng một cái tên, đó là ống này là ống Foley, ống song Foley như các bạn, nên nó có nhiều kích cỡ khác nhau. Ở phía ngoài nó có một chia, hai chia hoặc là ba chia như thế này, nó có nhiều chia như thế này đó, là một một ngành này, ta dùng để dẫn nước ra bên ngoài, dẫn nước tiểu gì đó ra bên ngoài. Còn ngành khác thì để bơm cái bóng này để cố định cái ống dẫn lưu thôi. Và một ngành khác nữa là người ta để dự phòng, bơm rửa trong những trường hợp chấn thương bàng quang, vỡ bàng quang hoặc là chảy máu đường tiết niệu chẳng hạn, sợ trường hợp nó bít tắc, nó kẹt như cổ bằng máu đông, kẹt như cổ bàng quang, hoặc là nó kẹt ngay chân cái đầu ống xung tiểu này, chúng ta dẫn lưu không có hiệu quả, do đó một ngành ta dùng để bơm rửa. Một cái ống cuối cùng đó, đây là cái ống Foley. Cái ống này là cái ống rất là dài và lớn, chụp hình này là cái kích cỡ nó nhỏ đó, mà thực tế bên ngoài nó có nhiều kích cỡ khác nhau và nó rất là lớn. Cái ống này ta dùng để bơm rửa dạ dày trong một số trường hợp bệnh nhân ngộ độc đó, ví dụ như là uống thuốc tự tử gì đó, thì ta sử dụng ống này để đặt vô dạ dày và ta bơm rửa. Thì chúng ta phân biệt tí xíu về cái ống dẫn lưu và cái ống thông hay là son này. Cái ống dẫn lưu là cái ống được đặt trong cơ thể đi ra bên ngoài bằng một lỗ, cho phép dịch chảy ra từ từ, có thể theo dõi được ra luôn. Chất được dẫn lưu có ra ngoài có thể là dạng dịch này, ví dụ như dịch ở trong ổ bụng, dạng khí, tràn máu bằng phổi. Mà cái dịch này có thể là sinh lý hoặc là bệnh lý, cái dịch nha, dịch có thể sinh lý hoặc bệnh lý cộng lại trong phân cơ thể. Dịch sinh lý là dịch như thế nào? Ví dụ như trong xơ gan chẳng hạn, bệnh nhân bị bán bụng, cái bụng căng quá, bệnh nhân khó thở, chúng ta có thể chọc dẫn lưu dịch ra bên ngoài để mục đích là giảm áp thôi, thì tới dịch sinh lý. Dịch bệnh lý là ví dụ như vỡ các tạng bên trong ổ bụng, chúng ta phẫu thuật, chúng ta đặt dẫn lưu thì dẫn ra bên ngoài.
Và cái thứ hai là cái ống song, là dụng cụ hình ống hoặc hình trụ dài cứng hoặc mềm đặt hoặc rỗng, dùng để đặt vào các đường, các van bệnh lý hoặc đưa vào các đường tự nhiên cơ thể với mục đích chẩn đoán và điều trị. Hoặc là cái ống thông đặt để nông các đường tự nhiên, ví dụ như là ống Bendinelli này bằng cao su để nông rộng đường mật, vận động Benneke dùng để nông trong cái phẫu thuật nông cổ bàng quang để cho người ta được nhiều đạo đó. Thì đó là cái phân biệt được giữa ống dẫn lưu và ống thông. Đây đây là một cái slide để chúng ta chuyển đổi phân biệt. Nó tóm lại nha, cái ống thông á, là dụng cụ ống cứng mềm đặt hoặc rộng, còn cái ống dẫn lưu á, rộng thôi, mềm rồi, không có đặt. Ống dẫn lưu là không đặt, vì chúng ta dùng để dẫn lưu dịch ra ngoài rồi đặt vào các đường các khoang tự nhiên trong cơ thể. Ống thông ví dụ như thông dạ dày, ống thông tiểu, rồi tổ chức dẫn lưu và đặt vào những vị trí thuận lợi bên trong cơ thể, có thể là vào đường tự nhiên, cũng có thể vào cái đường mà không tự nhiên. Như ví dụ như trong trường hợp mổ thủng dạ dày thì sau mổ chúng ta cần được dẫn lưu ở vùng đô la, chẳng hạn lấy dịch ra bên ngoài thông qua đường bụng, đường đó gọi là đường không tự nhiên. Còn ví dụ như đặt vào bàng quang để bơm rửa bàng quang lấy máu cục trong trứng đối với ống sau dùng bơm các chất vào cơ thể để chúng ta chẩn đoán, để chúng ta điều trị. Còn đối với ống dẫn lưu thì chỉ cho chất dẫn lưu chảy ra một chiều, chất lưu này thường là chúng ta không mong muốn, thông thường là không mong muốn. Dĩ nhiên một số trường hợp vẫn có những cái chất đó là sinh lý không phải là bệnh lý, ví dụ như như lúc đầu chúng ta nói chưa, là mục đích của cái ống sông này là chẩn đoán và điều trị. Còn đối với ống dẫn lưu nó đạt ba mục đích luôn: chẩn đoán, điều trị và theo dõi luôn. Đó là cái phân biệt giữa ống thông và ống dẫn lưu. Còn cái phần lịch sử ở trong cái cuốn giáo trình phẫu thuật thực hành đó, thì các em đọc nha, đọc cho chúng ta biết, chúng ta nắm về cái sự hình thành của ngoại khoa, và song song với đó là tồn tại của cái ống dẫn lưu. Như vậy cái mục tiêu thứ hai của các em á, là mục đích của ống dẫn lưu là gì? Ống dẫn lưu thì chúng ta biết rồi, để dẫn lưu các dịch này, mũ hoặc hơi từ một khoang cơ thể ra bên ngoài. Thông thường là ba cái chất này chúng ta dẫn lưu ra bên ngoài khoang cơ thể. Và mục đích của nó chúng ta phải có ba cái mục đích như thế này. Ví dụ như trong câu hỏi trắc nghiệm đó, nêu là mục đích của ống dẫn lưu: A là điều trị, B dự phòng, C theo dõi. Câu D là A, B, C đều đúng thì chúng ta chọn câu D. Thì chúng ta mục đích của nó là điều trị, dự phòng và theo dõi. Thêm cái mục đích đầu tiên là mục đích điều trị, tức là chúng ta dẫn luôn những cái chất mà không thể tồn tại bên trong cơ thể được ra bên ngoài, đó là điều trị. Ví dụ như dẫn lưu mủ trong áp xe ruột thừa hoặc là trong viêm túi thừa, hay dẫn lưu hơi trong tràng khí màng phổi, hay gọi là khí đó, dẫn lưu khí, và dẫn lưu dịch mật ra bên ngoài trong những trường hợp viêm phúc mạc mật, hoặc là viêm túi mật cấp do sỏi, hoặc là sỏi mật chủ chẳng hạn, hoặc là dẫn lưu dịch tiêu hóa ra bên ngoài, hay dẫn lưu dịch tiêu hóa cho ra bên ngoài, rồi dẫn lưu dịch tị trong viêm tị cấp, hoặc là trong phẫu thuật mà có các tụy mà nó bị gò, chúng ta cũng có dẫn lưu ra ngoài, dẫn lưu nước tiểu trong trường hợp chấn thương bàng quang, vỡ bàng quang chẳng hạn. Chúng ta sau khi phẫu thuật khâu bàng quang rồi, chúng ta phải dẫn lưu ra bên ngoài, và dẫn lưu máu trong chấn thương bụng kính chẳng hạn, như chấn thương gan, sau khi phẫu thuật chúng ta khâu lại gan chẳng hạn, hoặc là cắt gan để cầm máu, thì chúng ta dẫn lưu những cái chất nó còn lại bên trong đó, bên trong ổ bụng ra bên ngoài, hoặc là chấn thương lách, hoặc là điều trị những nhiễm trùng đã có, điều trị những nhiễm trùng đã có bên trong ổ bụng, ví dụ như ổ viêm nhiễm áp xe cơ thắt lưng chậu, hoặc là áp xe gan, hoặc là áp xe túi thừa, áp xe ruột thừa. Chúng ta đặt vào cái khoang đó, đặt vào những cái đoạn gần nhất, cái từ cái cơ quan tổn thương cho tới thành bụng gần nhất, để chúng ta lấy những dịch mà không mong muốn này ra bên ngoài. Đó là cái mục tiêu đầu tiên, là mục tiêu điều trị.
Rồi, mục đích thứ hai là dự phòng, đặt trong những cái phẫu thuật gây tiết dịch nhiều, ví dụ như phẫu thuật về ung thư dạ dày và phẫu thuật về ung thư vú, thì ngoài cái việc chúng ta phẫu thuật cắt cái đoạn dạ dày chứa ung thư này theo nguyên tắc ung thư, thì bên cạnh đó chúng ta phải nạo vét hạch rất là nhiều. Trong dạ dày nó có tới 16 cái nhóm hạch đó. Chúng tùy theo vị trí khối u, vị trí ở đoạn nào của dạ dày mà chúng ta nạo vét từng cái nhóm hạch tương ứng. Hoặc là trong ung thư vú cũng vậy, ngoài việc cắt bỏ cái tuyến vú rồi chúng ta phải nạo hạch nách. Thì sau khi mà chúng ta nạo hạch, chúng ta tổn thương những cái mô nhỏ đó, rất là nhiều, do đó nó tiết dịch sau phẫu thuật. Thì chúng ta đặt ống để mục đích là lấy những cái dịch này bên ngoài khỏi cơ thể để ngăn ngừa khả năng nhiễm trùng. Nếu mà nó dịch cơ thể thì nó có khả năng gây mà áp xe tùng lưu nhiễm trùng, do đó chúng ta phải dẫn lưu ra bên ngoài với cái mục đích là dự phòng. Đó là cái mục đích thứ hai của dẫn lưu. Cái mục đích cuối cùng là theo dõi. Theo dõi là như thế nào, là chúng ta bây giờ phẫu thuật cắt lát chẳng hạn, sau khi cắt lát do chấn thương, chúng ta lấy lát ra bên ngoài, sau đó đặt dẫn lưu vào và đóng bụng. Thì chúng ta đặt cái ống dẫn lưu này, một mặt đó là chúng ta theo dõi gì, theo dõi có tình trạng chảy máu hay không. Sau khi chúng ta cột cái bó mạch lắm, chúng ta đâu biết được là nó có thể nó tụt bất cứ lúc nào, thì chúng ta đặt những lưu này để theo dõi là nó có ra máu không, như lưu có ra máu hay không. Nếu có ra máu thì chúng ta nghi ngờ bị biến chứng chảy máu sau mổ, có thể từ động mạch lắm. Cái thứ hai nữa là ta đặt để theo dõi cái khả năng xì dò, đặc biệt là trong phẫu không các động thử sao đó chúng ta nói lại, thì nó có cái khả năng xì dò cái miệng nói, kể cả nói tai cũng vậy, hoặc nói bằng sáp lơ tức là nói bằng máy nói đó cũng vậy. Thì hiện nay nó khoảng 4% cái tỷ lệ xì dò cái đường tiêu hóa, 4%, kể cả nó bằng tay nó bằng máy. Thì chúng ta đặt cái ống này vào, mục đích là chúng ta theo dõi là bệnh nhân có xì hay không, xì gò phá không. Nếu mà có xì thì nó ra cái dịch tiêu hóa ở ống dẫn lưu, thì nó nếu mà nó khu trú được tại chỗ ống dẫn lưu, nó ra dịch tiêu hóa thì chúng ta không cần phải phẫu thuật lại. Còn trường hợp mà gây viêm phúc mạc thì chúng ta mới cần phẫu thuật lại đó. Đó là cái mục đích thứ ba, là mục đích điều trị dự phòng, và mục đích thứ ba là theo dõi. Cái mục tiêu thứ ba của các em là phải biết được cái nguyên tắc của ống dẫn lưu này, của đặt dẫn lưu. Thì cái đường đi của ống dẫn lưu phải ngắn nhất, hiệu quả nhất, để thì khi tắt ống dẫn lưu thì có thể thoát ra ngoài. Cái đường đi của ống dẫn lưu là như thế nào, tức là chúng ví dụ như chúng ta đặt cái ống dẫn lưu ở trong bụng đi, chúng ta đặt ống dẫn lưu ở túi cùng tu la, thì chúng ta phải lựa chọn cái vị trí ở trên da như thế nào mà nó đi trực tiếp vào cái cơ quan tổn thương nó ngắn nhất. Nó phải ngắn nhất, ngắn nhất nó có mấy cái ý nghĩa. Một là nó hiệu quả, khi ống dẫn lưu nó bị bít tắc thì chúng ta rút luôn thì dịch nó vẫn thoát ra bên ngoài được. Cái thứ hai nữa là dịch nó dễ đi ra bên ngoài hơn, cái đường ngắn nó dễ ra hơn so với cái con đường dài. Và cái thứ ba nữa là khi đặt ống dẫn lưu vào bên trong cái sông bụng á, thì các cơ quan bên trong bụng, đặc biệt là các cơ quan di động, ví dụ như mạch nối hay là ruột non, nó có xu hướng nó lại bám cái vật lạ này, tức là bám cái ống dẫn lưu này. Mà khi nó bám vậy đó, nó có thể là xói mòn các tạng xung quanh, do đó chúng ta phải tránh xói mòn các tạng xung quanh này bằng cái cách là đặt ống dẫn lưu với cái khoảng đi ngắn nhất và tránh cái cơ quan này nó bám vào, và đặt ở vị trí thông thường là vị trí thấp nhất của cơ thể, ví dụ như những cái vị trí mà thường nó ứ đọng dịch nhiều. Ví dụ như là cuối cùng đưa ra trên trong bụng, ví dụ như rãnh đại tràng phải nè, rãnh đại tràng bên trái, vùng dưới gan hố lách, hoặc là cái vùng dưới hoành, thì đó là những cái vị trí, hoặc là hố tỵ, vị trí mà dịch nó thường hay ứ đọng, tùy theo cái cơ quan tổn thương bên trong cơ thể mà chúng ta đặt ngay vị trí nào cho nó phù hợp. Rồi cái nguyên tắc thứ ba là ống dẫn lưu không đi qua vết mổ, bởi vì nó có khả năng nhiễm trùng. Nếu mà đi qua vết mổ, đặc biệt là trong những trường hợp mổ bụng nó dơ,
bụng sạch nhiễm, một loại bụng nhiễm phân loại ngoại khoa vết mổ theo theo cái nhiễm trùng vết mổ. Thì nếu mà chúng ta đặt cái ống dẫn lưu đi vô vết mổ thì những cái dịch này nó có thể đi vào vết mổ và nó gây nhiễm trùng vết mổ. Và cái lý tưởng là hạn chế tình trạng nhiễm trùng khi đặt dẫn lưu và gút khi không cần thiết, gút khi không cần thiết. Tức là không cần thiết là sao? Và tùy theo cái chúng ta đặt ống dẫn lưu này, mục đích của chúng ta là làm gì? Nó có ba mục đích đó. Nhất là theo điều trị, dự phòng và theo dõi. Thì khi mà đạt được mục đích đó, chúng ta rút liền, đạt được một trong ba mục đích đó, hoặc là cả ba mục đích đó, thì chúng ta rút liền, đó gọi là rút khi không cần thiết. Và cái chất liệu của ống dẫn lưu là mềm dẻo, không phản ứng, bền, không bị phân hủy. Và trong cái phân loại ống dẫn lưu thì trong giáo trình của các em có nhiều cái phân loại đó, nhưng mà các em đọc hai cái phân loại thôi. Một là phân loại ống dẫn lưu bị động, thứ hai là ống dẫn lưu chủ động. Thì ống dẫn lưu bị động em học về cái bên-rô và ống dẫn lưu dạng tròn, đọc kỹ cái phần đó. Bên-rô tức là lam cao su, bởi vì hai cái loại này thì nó thường sử dụng ở lâm sàng. Và cái thứ hai nữa là ống dẫn lưu chủ động, thì đó là cái ống dẫn lưu có gắn bộ phận hút hút áp lực âm, ống dẫn lưu màng phổi, hoặc là ống dẫn lưu xung ren, kiểu xung ren trong dẫn lưu trong phẫu thuật tuyến tụy đó, hoặc là trong trường hợp tuyến tụy thể hoại tử hoặc xuất huyết, thì sau khi chúng ta phẫu thuật xong thì chúng ta đặt cái ống dẫn lưu động này. Đó, thì đối với Benro thì đây là cái ống dẫn lưu dựa theo cái nguyên lý là trọng lực và lực mao dẫn, và nó làm bằng cao su mềm có gắn hạt latex để hạn chế dính hoặc phản ứng xung quanh. Cái lỗ phải rộng, lỗ chỗ mà đặt dẫn lưu đó phải rộng lớn một ngón tay để cho dịch nó theo cái nguyên tắc mao dẫn này và trọng lực nó thoát ra một cách dễ dàng và có thể cố định vào da ngăn ngừa tụt cái ống dẫn lưu. Chúng ta có thể dùng cái hạt hoặc túi để thấm hoặc chứa túi thấm để chứa dịch, chứa cái dịch này. Rồi về người ta sẽ cải tiến một cái số cái ống dẫn lưu này. Ví dụ như trong cái lam cao su đó, đặt nhiều cái ống nhỏ bên trong hoặc là nhiều cái nếp gấp để hạn chế cái ống dẫn lưu nó bị bít tắc thôi. Ví dụ đây là cái lam cao su này, cái lam cao su đây là cái phẫu thuật tạo hình bàn tay sau bệnh nhân bị bỏng đó. Do đó bàn tay nó co rút, nó sẽ giới hạn vận động, mất cái chức năng đi của bàn tay đó. Thì người ta phẫu thuật tạo hình này, tạo hình và người ta đặt cái bên rô để dẫn lưu những cái dịch tiết ra bên ngoài. Và cái ống dẫn lưu này phải rút sớm nha, thông thường thì trong vòng 24 tới 48 giờ ta sẽ rút ống dẫn lưu này để hạn chế tình trạng nhiễm trùng ngược dòng. Nhiễm trùng ngược dòng tức là vi trùng từ bên ngoài theo dẫn lưu này đi vào bên trong cái bình thường đó. Thì đây là cái đối với cái loại lam cao su này nè, mình rút sớm do đó cho phép đặt đi qua cái vết mổ để hạn chế một cái vết đục ngoài da này hoặc là một cái vết mổ nhỏ ngoài da này để cho cái chân ống dẫn lưu đi ra ngoài. Lưu ý nha, đối với những cái trường hợp mà chúng ta cho phép phẫu thuật cho phép rút ống lưu sớm á, thì chúng ta mới đặt được đi qua vết mổ và tiến tới đó là phẫu thuật sạch thì chúng ta mới được phép đặt qua vết mổ. Rồi cái ống dẫn lưu thứ hai mà cái ống dẫn lưu mà thường sử dụng ở lâm sàng nhất và các em cũng thường gặp nhất đó là ống dẫn lưu tròn. Ống lưu tròn tôi gọi là tip. Thì ống lưu này nó có nhiều kích cỡ khác nhau, nó có hai cái đầu, một bên ngoài và một đặt vào bên trong cái bụng. Đầu bên trong cái bụng thì ở bên nó có nhiều cái lỗ này và chính giữa còn chính nó có một cái lỗ lớn để hạn chế trường hợp mà bít tắc thôi. Đây là một cái trường hợp là viêm túi mật cấp do sỏi. Nhưng sau khi phẫu thuật cắt túi mật nội soi rồi, chúng ta đặt lợi dụng một cái lỗ cho ca trên thành bụng, chúng ta đặt ống dẫn lưu vào vùng dưới gan. Thì đối với trường hợp này thì khi chúng ta đặt ống dẫn lưu như thế này là mục đích để làm gì? Hay mục đích thứ nhất ấy, là chúng ta để theo dõi sau mổ viêm túi mật này, nó có thể có biến chứng chảy máu, có thể có biến chứng chảy máu hoặc là biến chứng giò mật gì đó, chúng ta theo dõi có máu chảy ra hoặc là dịch mật chảy ra hay không. Cái mục đích thứ hai là mục đích thứ nhất là theo dõi, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta dự phòng.
dự phòng tình trạng nhiễm trùng áp xe tầm lưu bên trong cơ thể. Ví dụ như sau khi mà phẫu thuật cái cắt ly túi mật viêm rồi đó, thì chúng ta rửa sạch vùng dưới này đó, lấy hết cái dịch ra bên ngoài đó, thì chúng ta đặt cái ống này vào bên trong, nhưng mà trong viêm mà chúng ta đâu thể mà lấy cho hết dịch đây được, do đó chúng ta đặt cái ống luôn này mục đích là dự phòng thêm một cái trường hợp là nhiễm trùng bên trong cái xoang bụng sau một phẫu thuật viêm túi mật cấp trừ sỏi. Và lỡ mà nếu nó có còn dịch sót lại, nó động dịch này thì nó vẫn theo ống dẫn lưu này, nó đi thoát ra bên ngoài. Đó. Giờ đó đối với trường hợp này đó, là cái ống dẫn lưu này nó đạt hai mục đích: một là dự phòng, hai là theo dõi những cái biến chứng đó, dự phòng áp xe tầm lưu chẳng hạn. Rồi ống dẫn lưu dạng tròn này, đây là một cái ống dẫn lưu đơn giản và thường gặp nhất ở lâm sàng, thường sử dụng nhất trong ngoại khoa, đâu dịch không quá sánh đặc. Hiện nay nó có nhiều kích cỡ khác nhau, thì theo cái lộ dịch đó là được gì mà chúng ta lựa chọn ống dẫn lưu cho nó phù hợp. Ví dụ như là dịch vàng trong đơn thuần hoặc là dịch mủ hoặc là dịch máu, thì chúng ta chọn cái kích cỡ ống dẫn lưu sao mà cho nó phù hợp, cho nó đừng có hạn chế được cái khả năng bứt tắc, và nó dẫn lưu theo nguyên tắc trọng lực, tư thế và cái lực mau dẫn, ba cái nguyên tắc như thế này, theo cái nguyên lý như thế này, tức là trọng lực và tư thế của nhân và cái lực mau dẫn, rồi nó có thể bào mòn các tạng xung quanh bên trong cơ thể nếu chúng ta để lâu không có rút sớm, và các lỗ nó có thể bít bởi mạch nối hoặc là các mô mở hoại tử thì nó có thể bít. Rồi chúng ta bước sang cái phần thứ hai là ống dẫn lưu chủ động. Đây là loại ống dẫn lưu chủ động thế này, nó có cái dây dẫn lưu nó lắp vào một cái hệ thống như thế này hoặc là cái bóng như thế này, sau khi chúng ta lắp vào hai cái ngành này vào cái bóng dẫn lưu, thì chúng ta bóp bóp cái bóng này cho nó xẹp lại, và chúng ta lấy cái đầu ống dẫn lưu đặt vào cái vị trí tổn thương, và chúng ta buông cái bóng này ra thì nó tạo hút áp lực âm một cách liên tục, nó lấy dịch chủ động ra bên ngoài. Thì ống dẫn lưu này rất là tốt trong những cái loại phẫu thuật mà chúng ta cần tạo áp lực âm để lấy dịch liên tục ra bên ngoài, ví dụ như trong phẫu thuật tuyến vú hoặc là phẫu thuật tuyến giáp. Rồi đây là cái ống dẫn lưu Sumgren dẫn lưu, nó có nhiều cái loại khác nhau, ví dụ như là Waterman, Anderson, Sealy hoặc là ống Acrin, thì nó có nhiều cái ống khác nhau, nhưng mà tóm lại là nó có một cái ống lớn và có nhiều cái ống nhỏ, nó có thể nằm trong một lòng ống hoặc là đi bên ngoài cái lòng ống. Cái mục đích người ta làm như thế này để hạn chế trường hợp bứt tắc, và nhiều ống như thế này để người ta có thể bơm rửa và lấy những cái mô hoại tử bên trong, những cái mô hoại tử này, mủ này bên trong cơ thể ra bên ngoài. Đây là ống sinh ra thì ống dẫn lưu, chủ động có hai loại này, sinh ra hoặc là có gắn bộ phận hút. Ưu điểm của nó là đo lường chính xác lượng dịch dẫn lưu, chúng ta đo lường chính xác luôn để chúng ta bù lại cho bệnh nhân. Đấy. Bảo vệ da khỏi bị phá hủy và nhiễm trùng, tức là chúng ta hút áp lực âm liên tục, do đó nó ống dẫn lưu này nó không, cái dịch nó không theo cái lực mau dẫn nữa, do nó bảo vệ cái phần da khỏi bị phá hủy và nhiễm trùng, thì do hút liên tục do đó nó tạo được tránh tạo cái khoảng trống, do đó hạn chế được tình trạng nhiễm trùng. Rồi có thể bơm thuốc chụp cảm quang vào để kiểm tra, ví dụ như trong áp xe túi thừa đại tràng sigma thì chúng ta nghi ngờ nó có thể gò sang bàng quang hay hoặc là gò sang đường ruột non gì đó, thì chúng ta có thể bơm vào cái ống dẫn lưu này thuốc cảm quang đang trong nước, và chúng ta chụp phim chụp X-quang thì chúng ta có thể thấy nó gò sang các cơ quan lân cận, thấy cái đường gò, và nó vẫn bị bít bởi máu đông mô hoại tử, vẫn có thể bị
nó đâm vào và tới giảm cái khả năng nhiễm trùng một dòng, và áp lực hút nó phải nhỏ hơn trên 20 mét. Cái gì? Áp lực không nó phải nhỏ hơn trên 20 mm. Đây là một cái trường hợp ống bệnh nhân viêm tụy cấp, thể hoại tử hoặc là thể xuất huyết. Bệnh nhân viêm tụy cấp do rối loạn lipid máu, bệnh nhân rất là mập. Thì đối với những bệnh nhân này là rất là nặng nề, viêm tụy cấp dạng này thì nếu mà chúng ta mổ á, thì rất là nặng nề cho bệnh nhân, tỷ lệ tử vong rất là cao. Do đó ngày nay người ta sử dụng cái ống dẫn lưu sinh gen này, người ta tắt đi vào cái gây tê tại chỗ và đi vào cái khoang sau phúc mạc đó, chỗ bên phía chỗ thận trái đó, đi trước cái lớp mỡ của thận và đặt vào cái hố tụy để bơm rửa lấy mô hoại tử của tụy ra bên ngoài. Vậy đó mà nó cải thiện được cái quá trình điều trị cho bệnh nhân và cứu sống được rất là nhiều bệnh nhân. Nó không cần phải mổ, nữa. Mổ thì nguy cơ rất là cao đối với những cái bệnh nhân bệnh nặng kết hợp nhiều cái bệnh như thế này, và đặc biệt là nằm ở cái đơn vị hồi sức cấp cứu. Rồi chăm sóc ống dẫn lưu thì phải soi ống dẫn lưu mỗi ngày nha, để hạn chế được cái tình trạng mà ống dẫn lưu bị bít tắc, vệ sinh da xung quanh chân ống, có thể bơm dịch hoặc là khí 3 đến 10 ml vào ốp xe, vào ống qua cái ốp xe này, để hạn chế tình trạng mà bít tắc. Rồi giúp ống dẫn lưu khi nào đối với dịch trong thì thường lượng dịch nhỏ hơn 30 ml trên tổng giờ. À, trong trường hợp có khâu nối tiêu hóa thì ăn đường miệng trở lại, thì khâu nối tiêu hóa ăn đường miệng trở lại thì cái ý này không còn quan trọng nữa. Hiện nay ta sử dụng IRAS để điều trị cho bệnh nhân sau mổ á, thì ta khuyến khích bệnh nhân là nên ăn sớm, ăn càng sớm càng tốt, khi đường tiêu hóa nó đã phục hồi. Mà kể cả là cho ăn càng sớm khi bệnh nhân có can thiệp trực tiếp cho đường tiêu hóa, tức là khâu nối tiêu hóa chúng ta vẫn cho ăn sớm được. Và đối với dịch dẫn lưu ống xe thì có nhỏ hơn 10 ml ngày thì chúng ta có thể rút ống dẫn lưu này. Và cái biến chứng của ống dẫn lưu, một mặt nó giúp chúng ta điều trị đạt ba cái mục đích bên trên đó, theo dõi, dự phòng và điều trị, thì vật khác đó, thì nó gây nhân lên những cái biến chứng mà nó có liên quan trực tiếp với ống dẫn lưu đó, ví dụ như nhiễm trùng ngược dòng, cái là vi trùng từ bên ngoài cơ thể nó đi vào bên trong cái khoang, bên trong cơ thể qua lồng ngực hoặc là ở xoang bụng chẳng hạn, theo ống dẫn lưu này nó đi vào. Rồi chảy máu chân ống thì cái này chúng ta phải học vô phổi cho kỹ, những cái mạch máu nó đi trên thành bụng để chúng ta đặt cái ống dẫn lưu sao mà nó vẫn đảm bảo được nguyên tắc của đặt dẫn lưu và tránh được cái những cái mạch máu này. Rồi nó bào mòn các tạng xung quanh, nó gây gò, gò vào các tạng xung quanh, có thể chèn ngang cái quay ruột nào đó gây tắc ruột hoặc là tụt ống dẫn lưu, nó đứt ống dẫn lưu khi mà chúng ta rút. Nó tóm lại trong cái dẫn lưu này nè, đối với dẫn lưu để ứng dụng trong ngoại khoa góp phần điều trị dự phòng và theo dõi cho bệnh nhân thì chúng ta phải chú ý nè, cần tập trong phẫu thuật càng nhiều càng tốt, tin tưởng hàng chúng tôi. Tại sao chính có tại vì luôn lưu và ống dẫn lưu trong cái chương trình phẫu thuật thực hành của các em. Đấy, thì các em sẽ đọc ở trong giáo trình thêm về cái lý thuyết của dẫn lưu và ống dẫn lưu này. Đấy, thì cái những cái slide này là những cái phần chính, anh tóm gọn lại cho các bạn dễ hiểu thôi, phần thi lý thuyết thì các bạn bám sát mục tiêu ở trong giáo trình. Còn riêng cái ống dẫn lưu kè này,
Luke này trong chương trình các em có. Đó, nhưng mà khi mà đi lâm sàng đó, thì ống Luke này nó ứng dụng rất là nhiều trong một số phẫu thuật cái đường mật này, mở mật chủ, mở mật chủ tổn thương mở mật chủ, một số cái phẫu thuật khác có liên quan tới đường mật đó, thì sử dụng rất là ống này. Thôi này thì xuống lâm sàng chúng ta học sẽ có một cái bài ở dưới lâm sàng riêng cho các em những Luke. Rồi đó thì đó là nội dung của bài dẫn lưu và ống dẫn lưu. Đây là một cái trường hợp cắt thực quản nội soi là cái phẫu thuật nội soi nha, chúng ta làm thị ngực và thị bụng đó, thì trên bệnh nhân này đặt rất là nhiều ống bao gồm ống thông và ống dẫn lưu nha. Tức là chúng ta nói tóm lại cái lộ phẫu thuật này là gì cho em dễ, các em dễ hiểu là chúng ta cắt cái thực quản qua nội soi lồng ngực nha, và chúng ta nội soi đường bụng để cắt dạ dày tạo hình dạ dày cho nó nhỏ lại và kéo cái dạ dày từ ở bụng này đi lên ngực để nối với cái thực quản cổ cho bệnh nhân ăn uống được miệng trở lại. Thì sau khi phẫu thuật chúng ta đặt một số ống, là ví dụ ống này là ống xông dạ dày hay ống xông tiểu ở dưới này nữa. Rồi cái ống dẫn lưu khoang màng phổi, ống dẫn lưu vùng hô lắc để dự phòng và theo dõi tình trạng nó tiết dịch và nó có thể chảy máu ở vùng rốn lách hay không. Rồi ống này là ống mở ống tràng nuôi ăn càng sớm càng tốt để phục hồi dinh dưỡng cho bệnh nhân. Và ống dẫn lưu này là ống dẫn lưu cạnh cái miệng nối ở vùng cổ này để là theo dõi khả năng xì dò. Thì rất là nhiều cái ống dẫn lưu trên một cái bệnh nhân như thế này. Về đó tới cái tầm quan trọng của ống dẫn lưu trong ngoại khoa thì nó rất là lớn. Một mặt nó hỗ trợ cho các bác sĩ hỗ trợ để điều trị sau phẫu thuật, và một số trường hợp đó là nó có thể là cùng với các loại thuốc để điều trị những cái tổn thương bên trong cái ổ bụng như thế này. Nên là chúng ta kết hợp vừa phẫu thuật vừa dẫn lưu và vừa điều trị nội khoa thì điều trị cho một bệnh nhân như thế này rất là nhiều ống. Đây là cái lồng ngực, những cái lỗ choca ở lồng ngực chúng ta soi vào và chúng ta cắt cái thực quản. Thì đó là bài dẫn lưu và ống dẫn